thì bạn tham gia dự án iVocoin. Tất cả bạn khi tham gia chương trình iDrop các bạn nhận 300 token. Con này một token EV là có khoảng 1 đô các bạn. Đầu tiên mình để tham gia chương trình iDrop, con này theo tin là bữa mùng 1 tháng 4 nó sẽ phân phối các bạn. Còn 5 ngày nữa các bạn làm nha các bạn. Và các bạn click phần link mô tả, các bạn bấm nút ta. Bấm nút ta xong các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Lướt cấp trang xong các bạn vô đây follow theo join hai kênh group channel và một kênh group. Rồi theo word thì các bạn follow và retweet sẽ pin bot. Còn mình join vào kênh channel nữa nha các bạn. Này hai kênh channel với ta. Rồi bạn follow kênh theo word thứ hai của nó nha các bạn. Rồi các bạn subscribe hai kênh YouTube của nó. Rồi các bạn bấm submit đi tên. Rồi các bạn bắt địa chỉ username Telegram của mình, các bạn vào setting lấy địa chỉ username Telegram mình các bạn. Rồi các bạn điền bắt vào địa chỉ username Tower của mình các bạn vào trang cá nhân đầu người của mình gặp username mà. Rồi hỏi là how you subscribe to our YouTube channel chưa? Các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi nó kêu bắt địa chỉ sẽ 20 wallet nha các bạn. Các bạn dùng ví chút wallet MetaMask em tao cần mấy nền tảng Ethereum S20 nha các bạn. Các bạn bấm gỡ. Rồi các bạn bấm dot 3. Rồi mình đã nhận được 300 token nha các bạn. Các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Con này sau thông tin là bữa mùng 1 tháng 4 sẽ phân phối nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.